Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music, một cây organ cao cấp dành cho dân chuyên. Sẽ bao gồm những gì? Tìm hiểu cùng mình nhé. Thứ nhất là bàn phím chất lượng cao. Thứ hai là khả năng kết nối Bluetooth, MIDI, USB hiện đại. Thứ ba là bộ sưu tập âm thanh ấn tượng. Thứ tư là tính năng ghi âm và phát lại đa dạng. Thứ năm là đàn được trang bị bộ nhớ cài đặt dữ liệu cá nhân. Cuối cùng là sở hữu màn hình cảm ứng hiện đại. Những tính năng trên đều được tích hợp trong cây đàn organ cao cấp của nhà Kirkman SV800. Hãy cùng theo dõi qua buổi bàn giao 5 cây đàn SV800, trong đó 1 cây đến với khách hàng tại Hà Nội và 4 cây đến với đại lý tại quận 7. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Bây giờ mình sẽ test trực tiếp cây đàn giao cho anh khách tại Hà Nội cho các bạn xem thử nhé. Ấn tượng đầu tiên của SV800 là vỏ thùng bằng những tấm bìa cứng dày chắc chắn, bảo vệ hoàn hảo cho organ, với thông tin chi tiết về thông số cơ bản của đàn thể hiện rõ ràng. Khui thùng về test đàn trước khi giao cho khách nhé anh em. Đây là bộ phụ kiện đầy đủ của organ Kirkman SV800. Đầu tiên là giá nhạc mang lại sự chắc chắn và độ bền cao với kích thước lớn để sách nhạc iPad rất tiện lợi. Thứ hai là cục adapter công suất 15W. Anh em nhớ lưu ý là adapter sẽ ở trong tấm mút hai bên đầu đàn trong lúc bạn nhân viên đang test đàn trước khi giao. Mời anh em chiêm ngưỡng vẻ đẹp của SV800 với thiết kế đơn giản và thanh lịch, cùng hai bộ loa với âm thanh cực hay trên đàn công suất 15W và 25W. Đây là Big Band 4 chiều để luyến lấy các bài nhạc dân ca, bolero, nhạc hoa, và vị trí cũng nút chức năng được bố trí thông minh, phân chia theo từng khu vực thuận tiện cho người chơi, với màn hình cảm ứng 7 inch hiển thị rõ nét và nút volume to giúp người chơi điều chỉnh âm lượng dễ dàng. Bên cạnh đó là dải đàn hiển thị đa sắc màu có thể thay đổi để tạo cảm hứng trong khi biểu diễn cho nhạc công. Phía sau đàn sẽ trang bị đầy đủ các cổng kết nối cho anh em tạo ra những bản nhạc sống động nhất. Anh nhân viên đang cắm USB vào đàn để tiến hành kiểm tra dữ liệu đã được cài đặt cẩn thận và đầy đủ trước khi bàn giao đến khách, khám phá những tính năng vượt trội trong siêu phẩm 18 triệu này với mình nhé các bạn. Organ SV800 sở hữu 61 phím đàn với 8 mức độ cảm ứng lực nhấn, màn hình LCD 7 inch hiển thị rõ nét cho phép người chơi thao tác dễ dàng, band 4 chiều cho phép luyến lấy các bài nhạc dân tộc, bolero và nhạc hoa. Âm thanh SV800 tích hợp đa dạng với 1192 âm thanh, 320 điệu nhạc, 500 bài hát và 39 hợp âm. Khả năng kết nối đa dạng với audio, xuất âm thanh MP3, WAV vào USB. Nhiều chức năng phải có trên organ cao cấp như Jumbo, tăng giảm tông, metronome, đếm nhịp, slip mode, chia bàn phím, recording, ghi âm, chỉnh tempo và auto off khi không sử dụng. Khi mua đàn SV800 tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Bên cạnh đó chính là phiếu bảo hành nhạc cụ chính hãng và phần quà tặng cực kỳ xịn luôn đó nha, là bao đàn hộp màu đen truyền thống, độ bền cao và bảo vệ đàn hoàn hảo cho chính cây đàn của người chơi. Bây giờ là lúc team đóng gói hàng để bàn giao đến anh khách. Thao tác đều tỉ mỉ, toàn bộ thân đàn được đưa vào ni lông, che toàn bộ loa và đàn cẩn thận bằng 3 miếng xốp đen lớn. Cây organ SV800 được sắp xếp hoàn chỉnh vào trong thùng, nhân viên dùng băng keo quấn cố định quà tặng theo đàn và phủ lớp bóng bảo vệ che toàn bộ đàn và quà tặng để tránh va đập khi đi hàng xa. Vậy là đơn hàng giới thiệu SV800 cho chuyến giao hàng đến khách hàng và đại lý đã xong anh em ơi. Theo mình mang đàn ra xe và chuẩn bị lên đường nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu organ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.